Giới thiệu cùng các bác, đây là khu vực nội thị của dân cư Golden May, Bãi Dài. Trước mặt chúng ta là con đường đôi 26 m, bên tay phải là một hồ, hồ điều hòa. Quay một vòng cho các bác xem nơi cái vị trí mà mình đang đầu tư xem nó như thế nào. Toàn bộ khuôn viên Golden May 601 này nó vào khoảng hơn 70 hecta, bao nhiêu nhỉ, đúng 79 hecta. Con đường lớn nhất nhì của cư dân Golden May là con đường đôi 26 m này. Phía trước mặt chúng ta là đồi núi Cù Hin, chính là con đường Nguyễn Tất Thành kết nối sân bay Nha Trang vào sân bay Cam Ranh vào thành phố Nha Trang, và đi sẽ đi qua con đường núi Cù Hin này. Núi Cù Hin này sẽ làm một tới đây là dự kiến là thông hầm, đào hầm xuyên núi với 8 làn xe. Trước mặt các bạn đang nhìn thấy là một cua rơ đang luyện tập trong buổi sáng ngày hôm nay. Và hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2022. Đây là một căn nhà kiểu mẫu và tất cả cư dân ở đây sẽ xây dựng theo cái căn nhà mẫu như thế này. Căn nhà kiểu mẫu theo tiêu chuẩn của Pháp và Mỹ. Và đây là căn nhà này là kiểu Mỹ. Phía bên này chính là phía đầm Thủy Triều. Đầm Thủy Triều sẽ được Vingroup quy hoạch làm một trong những khu đô thị sân bay hiện đại mang tầm đẳng cấp quốc tế. Trước mặt chúng ta cũng là một căn nhà đang xây dựng với rất nhiều đinh. Diện tích cứ 7 m nhân với 18. 7 m, nhưng mà yêu cầu của chủ đầu tư là sẽ phải lùi lại khoảng 2 m. Cho nên là hai bên cư dân xây dựng rất là rộng, đường rất là rộng, mặc dù chỉ là 13 m thôi. Golden May 601 là một trong những khu vực có vị trí cực kỳ đắc địa. Từ Nha Trang đi ra thì bắt đầu đến đường đôi Nguyễn Tất Thành nối với sân bay Cam Ranh, là bên phải là cư dân Golden May và bên trái sẽ là biển Bãi Dài. Tiếp tục là một căn nhà lô góc xây dựng kiểu mẫu. Hiện nay trong khu Golden May 601 thì các bạn có thể nhìn thấy là chủ đầu tư cũng rất là quan tâm đến đời sống của cư dân. Hiện nay đang có 6 sân tennis, bố trí 4 sân ngoài trời và 2 sân trong nhà. Mọi người có thể là vui chơi, giải trí, học tập, lao động, thể thao. Và buổi chiều thì có thể đi tắm biển. Sân được trang bị điện cũng như là cái mặt sân rất là đẹp, các bạn có thể nhìn thấy đây. Buổi sáng nhưng mà cũng có khá nhiều các bạn trẻ đang ra tập luyện. Thời tiết khí hậu đây thì quá tuyệt vời, rất là mát mẻ, trong lành. Buổi sáng là gió biển thổi vào. Đây là trung tâm khách sạn. Toàn bộ trong khu vực này thì những trục đường chính nối thẳng từ quảng trường vào sẽ là cái quy định là xây dựng khách sạn. Cho nên về tương lai là tất cả những cư dân Golden May, tất cả những nhà ở đây đều có thể là kinh doanh buôn bán. Chủ đầu tư đã ngoài cái việc đầu tư cơ sở hạ tầng, điện đường thì cũng là trồng những cái cây xanh rất là mát, cũng có tuổi đời khoảng 3-4 năm. Bên trái đây là một cái hồ điều hòa nữa các bạn. Khu vực 601 là có hai cái hồ điều hòa. Mật độ xây dựng thì cũng chỉ rơi vào tầm khoảng mới chiếm khoảng 20-30% diện tích đất.
Hết con đường 26 mét là một con đường lớn để nối ra bên tay trái các bạn, là nối với đường Nguyễn Tất Thành. Bên phải này là về phía đầm Thủy Triều. Và các bác ra ngó cái đầm Thủy Triều này. Tới đây sẽ được nạo vét. Tương lai là các du thuyền vào đây rất nhiều. Nếu mà xem trên sơ đồ quy hoạch ấy, thì con đầm này sẽ được nối thông với biển, biển Mãi Dài để lấy nước biển vào, cũng như nạo vét và cải tạo thành một cái thành phố đảo du lịch sinh thái mang tầm vóc quốc tế. Phía cuối con đường này là quy hoạch nhà vườn chạy dọc theo cái đằng sau của Golden Bay. Các bác có thể tưởng tượng giống như là dãy nhà mặt tiền của Hồ Tây Hà Nội vậy. Đầm Thủy Triều này nối kéo dài cho tới cầu Long Hồ. Cầu Long Hồ là phần cuối cùng của sân bay Cam Ranh, cuối con đường của sân bay Cam Ranh. Và bây giờ thì mời các bạn đi rẽ quay lại, và trước mặt là dãy như resort của Bãi Dài. Từ vị trí mặt đầm Thủy Triều này đến Bãi Dài chúng tôi dự kiến nó rơi vào khoảng 1.000 mét, không đến 1.000 mét. Một căn nhà góc rất đẹp, cũng đều xây theo quy chuẩn, bắt buộc phải xây theo mẫu của chủ đầu tư của công ty Hưng Thịnh, tập đoàn Hưng Thịnh. Dự kiến là phía bên tay trái của tôi đây, trước mặt màn hình các bạn, cũng là một khu đất trống kéo dài từ đây cho tới sân bay Cam Ranh, đang đều là đang đất dự án trống, còn chưa biết là sẽ quy hoạch như thế nào, còn rất nhiều tiềm năng cho đầu tư. Trước mặt các bạn đây là đường Nguyễn Tất Thành kết nối giao thông từ sân bay Cam Ranh đi Nha Trang. Phía bên trái là về Nha Trang và phía bên phải là về sân bay Cam Ranh. Đường quy hoạch là trước mắt bây giờ là 4 làn đường, nhưng dự kiến là sẽ mở rộng thành 8 làn đường với chiều ngang mặt đường là 100 mét. Phía trước mặt các bạn là resort của Bãi Dài. Hiện nay đang có khoảng 43 resort. Do ảnh hưởng của Covid cho nên là cái lượng khách quốc tế cũng như là du lịch đang chưa được đúng như tiềm năng. Các bạn có thể nhìn thấy tổng thể. Phía trước mặt kia là một khách sạn 7 tầng, khách sạn mẫu của tập đoàn Hưng Thịnh. Khách sạn mẫu, mặt tiền này chính là mặt tiền khách sạn. Hiện nay thì rất nhiều những cư dân mà đã xây dựng rồi cũng có thể xây dựng và cải tạo thành, ngoài theo mẫu của Hưng Thịnh đề ra, thì rất nhiều cư dân cũng tận dụng để làm khách sạn, nhà nghỉ hoặc là kinh doanh buôn bán. Ta đi rẽ vào dãy 2. Dãy 2 của mặt khách sạn. Du khách đến họ nghỉ ngơi và tắm biển du lịch ấy. Tất cả những cái căn nhà từ dãy 2 trở vào trong cũng có thể là kinh doanh buôn bán được. Kết nối cộng với khu đầm Thủy Triều. Đầm Thủy Triều cũng là một vị trí cực kỳ đẹp để cải tạo thành không gian du lịch, xây dựng thành phố văn minh hiện đại. Có rất nhiều những cái nhà ở dãy 2 các bạn đang nhìn thấy đang xây dựng này. Để mà xây một căn nhà kiểu mẫu như này thì theo một số cái bản mẫu gửi dự trù kinh phí, thì nếu mà xây hoàn thiện từ
ngoại thất cho đến nội thất thì dự kiến nó rơi vào khoảng 3 tỷ đồng một căn. Tiền đất của cái giai đoạn cuối tháng 5 2022 này nó rơi vào bình quân là 40 triệu một mét vuông. Có những lô về phía núi thế kia thì có thể là thấp hơn. Những lô góc thì cao hơn. Và bình quân, tôi tính bình quân là vào 40 triệu. Đặc biệt khu Golden Bay này cũng như là đất Cam Lâm, Bãi Dài, nhất là khu đô thị này thì rất nhiều người có sở thích là trồng trồng hoa giấy. Đúng rồi. Anh Trần Dương, Trần Mộng Dương anh bảo là hoa giấy rất là đẹp, rất phù hợp với đất. Màu rực rỡ, đỏ. Sáng dậy tầm 5 giờ sáng thì ánh nắng mặt trời đã chiếu về khu dân cư và... Xin giới thiệu các bạn, đây là quảng trường với rất nhiều các người mẫu đến đây chụp ảnh. Các bạn sẽ nhìn rõ hơn ạ. Đấy, trước mặt đang có rất nhiều người mẫu kìa. Đấy. Quảng trường mang tên Golden Mile, chủ đầu tư Hưng Thịnh. Thẳng quảng trường này là ra bãi biển các bạn nhé. Chụp ảnh hộ nhà anh ơi. Chụp ảnh hộ à, cô ơi, à chị ạ. À. Rồi, chụp hộ luôn. Đợi cho chút nhá. Cho đến luôn. Dạ vâng ạ. Dưa số chụp ảnh cho chị. Cháu chụp cho ạ. Chụp này hơi ngược sáng. Vâng. Nay là buổi chiều thì ánh nắng phía bên này quay lại thì sẽ đẹp hơn. Anh có thời gian nhiều không? Các anh có thời gian nhiều không? Làm gì hả chị? Mượn bạn này một lúc đấy. Vâng, một lúc ạ. Vâng. Dạ. Thế Dương ở đấy phục vụ các chị nhá, anh đi quay ra bãi biển nhá. Ờ. Anh đi ra biển đi. Ừ. Từ em lấy cái chỗ. Anh đang luôn trong này chưa? Dạ rồi ạ. Dạ vâng. Các chị cư dân ở đây đúng không? Không, em Hà Nội nhưng em cũng ở à. Vâng. Vâng. Ba Lâm Ninh Bình. Vâng. Chào các chị. Mời các bạn tiếp tục đi ra mặt biển Bãi Dài. Với Golden Bay 601 này thì rất thuận tiện cho các bạn đi sân bay. 6 phút ra sân bay Cam Ranh và ra mặt biển Bãi Dài thì nó cũng chỉ khoảng đi bộ khoảng 7-8 phút. Các bạn có thể nhìn thấy là cái quảng trường Hưng Thịnh Land. Hai bên là hai quảng trường. Ninh Bình hơi xấu. Vâng, trước mặt các bạn chính là trục đường Nguyễn Tất Thành. Hiện nay đang quẹt 4 làn xe. Hai bên quảng trường, một bên ghi là Hưng Thịnh Land, còn một bên là Golden Bay City. Khu vực cực kỳ đắc địa, nằm sát với núi Cù Hin, lưng tựa núi mặt hướng biển. Một vị trí đắc địa số 1 của trên trục đường khu vực biển Bãi Dài. Điểm khởi đầu của biển Bãi Dài đến với sân bay Cam Ranh. Diện tích mặt đường khá lớn, dự phòng để cho xây dựng trong tương lai khi mà cần mở rộng. Cam Lâm Bãi Dài đang trưng cầu dân ý, xin ý kiến người dân về việc quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Cam Lâm thành một trong những đô thị mang tầm đẳng cấp quốc tế, để phát triển không gian khu vực xung quanh sân bay, lấy kinh nghiệm từ rất nhiều những cái nước mà đã phát triển dịch vụ du lịch xung quanh vị trí của sân bay. Ngoài cái việc thu nhập từ hàng không mang lại thì có rất nhiều những cái thành phố mà họ phát triển du lịch cũng như dịch vụ mang lại cái nguồn thu nhập khổng lồ, thậm chí còn hơn cả cái thu nhập từ cảng hàng không mang lại. Để phát triển huyện Cam Lâm cũng như là đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương cho đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 thì cũng phát triển cái vị trí Bãi Dài
sân bay trở thành một trong những đô thị hàng đầu trên thế giới, phát triển cả về khoa học công nghệ, du lịch, dịch vụ, logistics. Và trước mặt các bạn chính là mặt biển bãi dài, thẳng trục đường kết nối với quảng trường của Golden Bay. Giờ mời các bạn xuống cùng xem biển bãi dài như thế nào. Con đường kết nối với biển bãi dài cũng đang là một con đường đôi. Sau này về kế hoạch thì hai bên đường trước mặt các bạn đây sẽ là phát triển dịch vụ kinh doanh bán hàng phục vụ khách du lịch. Quay buổi trưa cho nên là ánh sáng nó hơi ngược sáng, ánh nắng mặt trời từ phía biển hắt vào. Đây là buổi trưa cho nên là bây giờ là 10 giờ, du khách tắm là gần như rất ít, chỉ có tầm buổi chiều từ 3:30 chiều. Khu vực biển bãi dài này rất là đông bởi vì là có một cái đặc biệt, chính là biển bãi dài này nước trong xanh cũng như là cái bờ biển nó thoai thoải, bờ cát, bà con có thể đi lội nước từ cái mép của nước biển cho đến đi ra khoảng 150 mét thì mực nước cũng chỉ ngang ngực mà thôi. Phía bên phải đây các bạn nhìn thấy là những cái resort của các tập đoàn lớn bám sát mặt biển bãi dài. 13 km mặt biển bãi dài được xếp hạng là một trong những bãi biển đẹp nhất, không những của Việt Nam mà của quốc tế. Hiện nay là đang có 43 resort mọc lên. Trong đó thì Ninh Bình cũng có một góp mặt một resort mang tên là Duyên Hà. Xi Măng Duyên Hà. Phía bên trái các bạn đây là núi Cù Hin, hay là gọi là đèo Cù Hin. Kết nối giao thông từ sân bay Cam Ranh đi về phía Nha Trang, đi theo con đường núi Cù Hin kia, đường đèo. Và tới đây thì sẽ được quy hoạch toàn bộ cái khu vực từ núi đèo Cù Hin kia. Và cái vị trí mà tôi đang quay video là cũng quy hoạch cho các nhà hàng và các tập đoàn sẽ đầu tư về đây, xây dựng nên một cái khu nghỉ dưỡng bám mặt bãi biển cực kỳ đẹp. Giao thông sẽ được kết nối đường Nguyễn Tất Thành về phía thành phố Nha Trang, đi qua cái hầm, đào một cái hầm xuyên qua ngọn núi kia. Quý cô anh chị nào mà quan tâm đến khu vực bãi dài Cam Lâm cũng như là bất động sản khu vực này thì nhanh tay liên hệ với anh em chúng tôi. Số điện thoại 085-928-7777, 0964-320-888 và 0976-375-375. Chúng tôi sẽ giúp ký của các anh chị và các nhà đầu tư tìm hiểu đất cũng như quy hoạch của Cam Lâm Bãi Dài và khu Golden Bay 601-602 của tập đoàn Hưng Thịnh. Buổi chiều tắm ở đây thì đều có lực lượng cứu hộ. Bên cạnh đây chính là văn phòng của đội cứu hộ. Đây là du khách đi tắm biển. Buổi chiều với là đông các bạn. Đây là ban quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh, trạm cứu nạn cứu hộ và nhà làm việc khu du lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh. À, xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi video clip của chúng tôi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong một số video tiếp theo về Cam Ranh Bãi Dài. 358-3638. Tạm biệt các bạn.